Quyển 68 thứ 13 Thanh Văn Điện phần 2. Hỏi các hành tịch diệt là diệt đế ư? Giả sử diệt đế cũng là các hành tịch diệt ư? Đáp, nếu là diệt đế cũng là các hành tịch diệt. Nếu các hành tịch diệt mà chẳng phải diệt đế, đó là vì vô thường diệt, vì phi trạch diệt nên các hành tịch diệt. Hỏi những pháp nào diệt mà gọi là diệt đế? Đáp, được có hai chủng. Một, vì phiền não diệt. Hai, vì y diệt. Vì phiền não diệt nên đắc hữu dư y diệt đế. Vì y diệt nên đắc vô dư y diệt đế. Hỏi, nếu diệt đế đây trước không sau có, sao gọi là thường? Nếu thường thời có, sao tất cả hữu tình và tất cả thời không bát niết bàn? Đáp, bởi tướng không điều chuyển, tướng không hiện hành là tướng diệt đế. Sao nói đế đây trước không sau có, lại tướng vô sanh, tướng vô diệt là tướng thường, diệt đế cũng vậy, cho nên gọi là thường. Nếu người chứng đắc tất cả thô trọng vĩnh viễn diệt, kia bát niết bàn. Nếu người chưa chứng đắc, kia không bát niết bàn. Vì có diệt đế, các loại hữu tình có chứng đắc, cho nên niết bàn là chỗ hiện chứng, chẳng phải chỗ hiện sanh. Lại nữa, nếu xa lìa bốn chủng lỗi lầm gọi là diệt đế, đây gọi là chánh thuyết. Những gì gọi là bốn chủng lỗi lầm? Một, lỗi lầm tăng ích. Hai, lỗi lầm tà phân biệt tự tướng. Ba, lỗi lầm tạp loạn lẫn nhau. Bốn, lỗi lầm tổn giảm. Hoặc có người cho là các hành tận diệt có khác, đây là lỗi lầm tăng ích. Có người cho là không khác, đây là lỗi lầm tạp phân biệt tự tướng. Có người cho là cũng có khác, cũng không khác, đây là lỗi lầm tạp loạn lẫn nhau. Có người cho là chẳng phải có khác, chẳng phải không khác, đây là lỗi lầm tổn giảm. Hỏi, nếu chỉ tất cả xuất thế gian năm phi thủ uẩn đều nhiếp thuộc đạo đế, nhân duyên nào chỉ thuyết chánh kiến làm tiền dẫn tám thánh đạo tri là đạo đế? Đáp, nương ba học nên tác thuyết như vậy. Do bậc hữu học ở từng thời kỳ nương tăng thượng giới học phát khởi tu học, ở từng thời kỳ nương tăng thượng tâm học phát khởi tu học, ở từng thời kỳ nương tăng thượng tuệ học phát khởi tu học, lại tám thánh đạo tri đầy nhiếp thuộc ba uẩn, cho nên chỉ thuyết đây là đạo đế. Hỏi, nhân duyên nào thuyết tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng là giới hữu ẩn? Đáp, vì hai nhân duyên. Một, nương trần tránh thọ dụng pháp. Hai, nương trần tránh thọ dụng tài. Tránh ngữ, tránh nghiệp thì giới làm căn bản, giới làm chỗ nương mới năng thọ dụng tất cả tránh pháp, cho nên gọi là nương thọ dụng pháp. Do tránh mạng nên không nương giả dối khỏi pháp tạp mạng cầu y phục, đây làm căn bản, đây làm chỗ nương năng thọ dụng tài trần tránh, cho nên gọi là nương thọ dụng tài. Lại ở chỗ đây Thế Tôn thuyết là tánh ý hiện hành thanh tịnh tăng thượng, trong đây bởi nương tham khởi nghĩ phạm giới, nương giả dối khởi nghĩ tà truy cầu y phục. Nếu địa việc đây gọi là tánh ý hiện hành thanh tịnh tăng thượng. Hỏi, nhân duyên nào thuyết tránh kiến, tránh tư duy, tránh tinh tấn là tuệ uẩn? Đáp, do tuệ uẩn đây tóm lược có ba chủng tác nghiệp, nhân ba pháp đây mới được rốt ráo, tức thông đạt trần nghĩa các pháp là nghiệp ban đầu. Đã thông đạt rồi tức ở nơi trần nghĩa, vì người tuyên thuyết thì thuyết kiến lập phân biệt khai thị khiến kia dễ hiểu là nghiệp thứ hai, vì đoạn trừ kiết sót thừa để phát hành pháp là nghiệp thứ ba. Ba nghiệp đây do thứ lớp tránh kiến, tránh tư duy, tránh tinh tấn mà được rốt ráo. Hỏi, nhân duyên nào thuyết tránh niệm, tránh định là định uẩn? Đáp, hai nhân duyên do tự tánh, do sở y. Do tự tánh là tăng ma địa, do sở y, do bốn nhân duyên nền niệm năng làm bốn chỗ nương cho định đây. Một, vì sở duyên trói buộc, tức là trói buộc nhất tâm nơi bốn niệm trụ. Hai, vì tụy thuận định, tức là do niệm đây ở trong việc thủ hộ căn môn an trụ tránh biết, tác ý tùy niệm thuận theo hoan hỷ năng tùy thuận định. Ba, vì năng đoạn cái, tức là ở nơi năm cái, tùy một trong năm cái hiện khởi, dùng tác ý đối trị như quán bất tịnh năng đoạn trừ các cái. Bốn, vì tụ tập rất nhiều tướng tác ý, tức là tác ý xa lìa ở nơi các tướng chỉ cử xả ra hạnh ân trọng không gián đoạn năng nhiều tụ tập, cho nên niệm đây là chỗ nương của định. Lại nữa, tránh kiến sai biệt lược có 11 chủng, đó là kiến như bệnh, kiến như ung, kiến như tên, kiến như chướng, kiến vô thường, kiến khổ, kiến không, kiến vô ngã, kiến kiết, kiến lìa hệ buộc, kiến năng lìa kiết. Ở nơi bốn chủng hành như thứ lớp ấy có bốn chủng kiến. Một, ở trong hành đồng hành với phiền não triền. Hai, ở trong hành đồng hành với phiền não tùy miên. Ba, ở trong hành đồng hành với ái vị. Bốn, ở trong hành đồng hành với quá hoạn.
Theo thứ tự đầy quán là như bệnh, như ung, như tê, như chướng. Nếu ở nơi các hành quán là sanh diệt, gọi là kiến vô thường. Quán kia là sự đuổi theo của ba khổ, gọi là kiến khổ. Quán kia xả đẻ ngã, ngã xả xót thừa, gọi là kiến không. Quán thể tánh các hành kia chẳng phải tướng ngã, ngã xả, gọi là kiến vô ngã. Tám chủng như vậy là chánh kiến duyên khổ đế. Nếu ở nơi tập đế, quán là nhân tập sanh duyên, gọi là kiến kiết. Bởi tập đế kia ở trong khổ đế sanh khởi tạp nhiễm kiết. Nếu ở nơi diệt đế, quán là diệt tịnh diệu lìa, gọi là kiến lìa hệ buộc. Bởi diệt đế kia chỗ hiện lìa hệ buộc của tất cả phiền não. Nếu ở nơi đạo đế, quán là đạo như hành xuất, gọi là kiến năng lìa kiết. Bởi đạo đế kia là chỗ hiện rốt ráo năng lìa kiết phược. Hỏi trước nên khởi kiến vô thường khổ không vô ngã, sau mới khởi kiến như bệnh, như ung, như tê, như chướng, duyên nào trong đây trước thuyết kiến như bệnh. Đáp: trong đây Nương Bồ Đào Già La đã đắc đạo mà thuyết kia trước. Vì cớ sao? Vì hàng hữu học đã đắc thánh đạo, vì tăng thượng ý lạc, nên ở nơi các thủ uẩn quán là như bệnh cho đến như chướng. Quán như vậy rồi vì đoạn trừ kiết xót thừa, lại khởi thanh tịnh bậc thượng, nên kiến vô thường cho đến vô ngã. Trong đây được có hai chủng kiến vô thường: một kiến như bệnh, kiến sở y không thành tịnh, vì muốn chứng đắc những điều chưa đắc, lấy đây làm tiền dẫn, lấy đây làm dẫn đạo. Hai kiến như bệnh, kiến năng y thành tịnh, đã đắc kiến như bệnh lại khiến tăng trưởng và khiến đắc tầm thiện giải thoát. Như vậy trong 11 chánh kiến, kiến hành không, hành vô ngã gọi là hành không, kiến hành còn lại gọi là hành vô nguyện, kiến một hành gọi là hành vô tướng. Đó là ở diệt đế kiến hành lìa hệ buộc. Lại nữa, trong tổ đạo tất cả đạo xuất thế gian, duyên bốn đế làm cảnh, đều đang đối trị tất cả phiền não của ba cõi. Vì cớ sao? Bởi hàng hữu học đã kiến tích trước do pháp trí loại trí. Ở đây tất cả hành hoặc hiển hiện hoặc không hiển hiện, an trụ pháp khởi hiện quán rồi. Sao ở nơi tổ đạo thống nhất tất cả hành thành chung một đoàn, một phần một tụ, rồi dụng hành vô thường thứ lớp quán sát, nhưng không phân biệt đây là dục hành, đây là sắc hành hay vô sắc hành, đây là hiện thấy hay không hiện thấy. Cho nên trong tổ đạo, các đạo xuất thế nhiếp lấy thánh đạo đang đối trị chung tất cả phiền não của địa trên và địa dưới. Lại nữa, trong tổ đạo, các bậc thánh kia do tu tập đạo xuất thế, lúc được thắng tiến phần nhiều dụng hành vô tướng, lớp lớp tác ý tư duy vô tướng. Vì cớ sao? Bởi tác ý đây đang dẫn phát hiện pháp lạc trú, dẫn pháp đoạn trừ tất cả phiền não là thù thắng hơn cả. Lại nữa, năm thần thông, vô chánh nguyện, trí, vô ngại giải và vô ý lực của chư Như Lai sở hữu tất cả pháp Phật bất cộng đều là đạo sở đắc về sau. Chỗ kiến lập đạo ấy tánh thành tịnh, do nhân duyên đây nên kia đều nhiếp thuộc đạo đế. Hỏi: đều nên biết khắp tất cả bốn đế, duyên nào chỉ thuyết nên biết khắp khổ đế? Đáp: do ở khổ đế dụng hai chủng tướng nên biết khắp. Chỗ gọi tự tướng và cộng tướng ở các đế còn lại, chỉ cần biết tự tướng đó là dụng hành nhân, biết tự tướng tập đế dụng hành diệt, biết tự tướng diệt đế dụng hành đạo, biết tự tướng đạo đế. Cho nên chỉ nói khổ đế là nên biết khắp. Hỏi: khổ đế cũng nên vĩnh viễn đoạn, duyên nào chỉ thuyết tập đế nên vĩnh viễn đoạn? Đáp: do tập đế vĩnh viễn đoạn, tức hiện khổ đế vĩnh viễn đoạn, cho nên chỉ thuyết tập đế nên vĩnh viễn đoạn. Lại nữa, ở trong các đế được có hai chủng hiện quán: một trí hiện quán, hai đoạn hiện quán. Trí hiện quán tùy theo thứ lớp ở trong các đế mà tướng trí riêng biệt sanh. Đoạn hiện quán tùy theo thứ lớp trí sanh không điên đảo làm chỗ nương, nên chứng đắc sở hữu phiền não đoạn diệt. Lại nữa, được có năm chủng nhân duyên phát khởi chánh tinh tấn: một tuyên thuyết chánh pháp, hai tu hành cộng trụ, ba quán xét thấy lỗi lầm giải đãi và công đức tinh tấn, bốn do lực từ trạch thành tục tương tục, năm biết sở chứng đắc trước sau giải khác. Lại nữa, được do hai chủng tác chứng nơi đoạn: một tác chứng ở nơi đoạn tổn phục chủng tử, hai tác chứng ở nơi đoạn vĩnh viễn chủng tử, nên biết lìa hệ buộc cũng có hai chủng: một lìa hệ buộc nơi các phẩm phiền não riêng, hai lìa hệ buộc nơi sự phiền não phụ thuộc nhau. Hỏi: như thế tổn nói, bí xô các ông chớ hành xiểm cuống, trong đây Như Lai quán thấy xiểm khúc có bao nhiêu chủng quá hoạn mà giảng dạy các bí xô chớ hành xiểm? Đáp: quán xiểm khúc có 12 quá hoạn: một do nhân duyên xiểm khúc nên không thể chứng đắc trí tuệ chân thật, hai thối thất danh dự, ba thối thất tín tâm của người, bốn thối thất tăng trưởng công đức,
Năm thôi thất tâm mong cầu đến bậc chính giả để lắng nghe chánh pháp, để được dạy trao, dạy dằn. Sáu tăng trưởng các ác, bảy khiến tâm tương tục xa lìa các thiện, tám do xiềng nên tâm bị bất an tổn hại, thường ôm tâm khổ não trụ không an ẩn, chín lo sợ pháp khổ về sau, mười chẳng phải pháp khí bậc thánh, 11 lúc lâm chung hối hận day dứt, 12 thân hoại về sau đọa cao đường ác sanh trong địa ngục. Lại nữa trong dục giới xiểm có 8 chủng hành và 7 chủng sự. Sao gọi là 8 hành? 1 hành xiểm mê hoặc, 2 hành xiểm che giấu, 3 hành xiểm hiển hiện, 4 hành xiểm cấu kết, 5 hành xiểm cấu thuận, 6 hành xiểm mưu tính, 7 hành xiểm gạt bỏ, 8 hành xiểm hiện bi. Sao gọi là 7 sự? 1 sự mở lời, 2 sự cật vấn, 3 sự tranh cãi, 4 sự hiện thần hữu, 5 sự hiện tin giao, 6 sự giả dối cậy nhờ, 7 sự gian khổ. Ở sự đầu tiên, người xiềm khúc tùy mở lời với mọi người xung quanh, dùng tướng mê hoặc ở nơi phi nghĩa mà chỉ bày là nghĩa, hoặc ở nơi nghĩa lại chỉ bày là phi nghĩa. Như ở nơi nghĩa phi nghĩa, thì ở nơi có chẳng có nên biết cũng vậy. Lại ở trong việc hiện hành xiềm khúc mà phát khởi các hành ác, nếu bị người khác cật vấn, kẻ xiểm kia liền che giấu tội thật, hiển đức không thật. Lại, người tranh luận muốn xét tìm công đức lỗi lầm, bấy giờ kẻ xiểm liền câu kết với bạn bè ác. Lại, kẻ xiểm khúc biết, bên đấu tranh cãi vã có thế lực hung bạo mạnh hơn, sanh tâm khiếp sợ, liền dùng hai nghiệp thân ngữ hạ mình cùng thuận, hiện tướng thần hữu. Lại, kẻ xiểm khúc thấy người sức yếu chất trực có thể thâu nhất lợi dụng sai khiển kia, tuy trong tâm không tin tưởng người ấy mà ngoài hiện tướng rất tin tưởng. Kẻ kia đi đứng hiện tướng giả dối, tích tập trong sạch, thần thiện không thật. Lại kẻ xiểm khúc ở nơi hiện tướng thần thiện lấy lòng bạn hữu, hòng để làm lợi cho sự nghiệp của mình về sau. Kia trước dối hiện làm bạn, sau việc đã thành hiện trùng trùng phương tiện gạt bỏ. Lại người xiểm khúc gặp phải một sự khổ não, ở nơi khổ quán đối đây, thật không trầm trọng yêu khổ như vậy, nhưng lại bày tỏ như gặp phải việc yêu khổ nặng, như nhiều than vãn yêu buồn khổ não cho đến sầu muộn. Lại nữa thành phần thổ ngữ còn không nên được dạy trao dạy dàn các đế, huống sẽ năng đắc chân đế hiện quán hoặc được thành tịnh. Lại có 9 chủng tướng thô của thành phần thổ ngữ, nếu thành phần rơi trong tướng thổ ngữ như vậy gọi là không thể cùng luận bàn. Những gì là 9? Đó là có của đặc giả la năng cử tội, đang lúc cật phấn, kẻ kia dùng lời không tốt đẹp, hoặc không tương ưng, hoặc không đầy đủ, hoặc viên dự ở phương tiện việc khác giả dối mà đáp là tướng thứ nhất. Lại dùng lời lừa dối phương tiện giả mượn luận bàn qua việc khác gạt bỏ việc cật phấn là tướng thứ hai. Lại biểu hiện sân khỏe triền, quấy nhiễu hồ đồ, tự tâm tán loạn vẩn đục là tướng thứ ba. Lại biểu hiện sân khỏe triền, phát khởi giận dữ oán đối, dùng lời thô tục mắng chửi là tướng thứ tư. Lại khởi tâm cao ngạo, hắn đã nói ta, sao ta chẳng nói lại hắn là tướng thứ 5. Lại kiên cố che đậy tội mình là tướng thứ 6. Lại tâm tương tục oán kết không xả là tướng thứ 7. Lại tâm phát khởi báo oán là tướng thứ 8. Lại lúc người năng cử tội hiển lời người khác, hoặc các công đức là thật hay không thật, kẻ kia chẳng cần tìm hiểu, lập tức bác bỏ hỉ nhục trời mắng là tướng thứ 9. Trong đây lược có hai chủng bồ đặc giả là cử tội, một cùng được tôn trọng, hai chẳng cùng được tôn trọng. Nên biết trong đây bộ đặc giả la ban đầu năng cử tội chủng tướng thứ nhất thứ hai, bộ đặc giả la thứ hai năng cử tội bảy chủng tướng còn lại. Lại nữa trong phần bản địa nương luật nghi giới có các tướng tương ưng tỉ nại ra, này sẽ quyết trạch. Ốt Đà Nam nói: nhiếp chế lập thi la, không giật chướng học quán, y nhiếp thọ thọ dụng, thẳm sâu nói dụ sự. Lược có bảy xứ nhiếp tỉ nại ra và biệt giải thoát. Những gì là bảy? Một dạy dân, hai khai thính, ba chế chỉ, bốn chỗ phạm, năm có phạm, sáu không phạm, bảy ra khỏi tội. Một dạy dân. Trong tỉ nại ra, Đức Phật Thế Tôn dạy các bí xô xả bỏ các pháp bất thiện, tăng trưởng các pháp thiện. Đây gọi là nói được tất cả tướng dạy dân, nếu phân biệt rộng thì có vô lượng vô biên. Hai khai thính. Trong tỉ nại gia, Đức Phật Thế Tôn khai mở chấp nhận cho thọ dụng tất cả nhân duyên vật dụng không nhiễm ô. Ba chế chỉ. Trong tỉ nại gia, Đức Phật Thế Tôn chế lập ngăn ngừa, khiến dừng tất cả tự tánh pháp có tội, các trái với vô tội. Bốn chỗ phạm. Lược có 18 chủng. Một bất thiện, hai trái thiện, ba thần nghiệp, bốn ngữ nghiệp, năm ý nghiệp, sáu hoại giới, bảy hoại kiến, tám hoại quỹ tắc, chín hoại chánh mạng, 10 tùy hộ tâm người,
11. Hộ người tổn não. 12. Hộ phi sứ nghi lự. 13. Dâm. 14. Bát. 15. Y. 16. Thực. 17. Ngoạ cụ. 18. Thuốc trị bệnh và vật dụng khác. Bất thiện sở hữu tánh tội, trái thiện sở hữu giá tội. Nên biết tướng nghiệp thân hữu ý đây thì chỗ thích hợp ở trong tất cả năm tụ phạm. Như vậy, các chỗ phạm còn lại cũng ở trong năm tụ phạm tùy chỗ thích hợp mà biết tướng đây. Năm có phạm, nếu nói được có năm tụ phạm, cớ sao trong năm tụ phạm đây khởi các trái phạm? Có năm nguyên nhân: một vì nhân duyên, hai vì phát khởi, ba vì sự, bốn vì phương tiện, năm vì dốt giáo. Nghĩa đây sẽ phân biệt trong nhiếp sự phần mà đã ví ca của tỷ lại gia, này ta sẽ thuyết. Lại có 9 chủng phạm: một phạm của cận sự nam, hai phạm của cận sự nữ, ba phạm của cần sách nam, bốn phạm của cần sách nữ, năm phạm của chánh học, sáu phạm của bí xô ni, bảy phạm của bí xô, tám phạm của dị sanh, chín phạm của bậc hữu học. Bậc vô học không chỗ phạm vì cớ sao? Do bậc kia việc làm đã xong, pháp nhĩ thù được cho phép dừng dứt tất cả học xứ ít phần và tùy ít phần, lại quyết định không phạm tội nhiễm ô. Sáu không phạm được có bốn chủng: một sở nghiệp, hai điên cuồng, ba tầm loạn, bốn thọ khổ bức bách. Bảy ra khỏi tội được do năm tướng: một do mình, hai do người, ba do mình và người, bốn do chuyển thân, năm do xả thân. Do mình, do tự mình tĩnh lặng dừng nghỉ. Do người, bậc kiến đế có chỗ trái phạm không phải tội nhiễm ô. Do mình và người, các dị sanh nhiễm chẳng nhiễm tội. Do chuyển thân, chuyển xả thân bí xô thành thân bí xô ni, hoặc chuyển xả thân bí xô ni thành thân bí xô, bấy giờ bí xô hoặc bí xô ni ni kia, hoặc là chuyển hình khác, hoặc là chuyển không hình thì gọi là phạm tội. Do xả thân đã mạng trùng. Lại nữa, được có 10 chủng chế lập học xứ thanh tịnh: một đạo lý thanh tịnh, hai quả thanh tịnh, ba nhiếp thọ thanh tịnh, bốn ngoại thanh tịnh, năm nội thanh tịnh, sáu đủ phần thanh tịnh, bảy ái kính thanh tịnh, tám tu tuần phục đối trị thanh tịnh, chín tu đoạn tùy miên đối trị thanh tịnh, 10 tương tục chẳng đoạn thanh tịnh. Lại có cách nói khác: một có nhân duyên chế lập học xứ thanh tịnh, hai xa lìa biên thọ dụng dục lạc thanh tịnh, ba xa lìa biên tự khổ thanh tịnh, bốn hạnh thủ thắng thanh tịnh, năm mạng thủ thắng thanh tịnh, sáu đồng pháp cộng trú thanh tịnh, bảy không đấu tranh chống đối thanh tịnh, tám chế phục phiền não thanh tịnh, chín liên hệ buộc của phiền não thanh tịnh, 10 nhậm trì tránh pháp thanh tịnh. Lại nữa, được có 10 chủng lỗi lầm giới: một lỗi lầm do hủy hoại sở học, hai lỗi lầm do không vui thích, ba lỗi lầm do trái vượt, bốn lỗi lầm do mong cầu, năm lỗi lầm do phóng dật, sáu lỗi lầm do tăng thượng mạn, bảy lỗi lầm do tùy miên không thành tịnh, tám lỗi lầm do ý lạc không thành tịnh, chín lỗi lầm do không ra khỏi xa lìa, 10 lỗi lầm do tà cấm. Lại có 10 chủng công đức giới: một giới hòa hợp, hai giới không gián đoạn, ba giới không oán đối, bốn giới không tổn hại, năm giới kiên cố, sáu giới ra khỏi xa lìa, bảy giới sở trị thù thắng, tám giới không thối chuyển, chín giới bất cộng, 10 giới vô thượng. Lại nữa, bí xô sinh học tỷ nại gia được ở 10 thời nên không phóng dật. Những gì là 10? Một nương thời phạm, hai nương thời định, ba nương thời tránh, bốn nương thời khất cầu, năm nương thời làm việc, sáu nương thời thọ dụng lợi dưỡng cùng kính, bảy nương thời cầu đa văn, tám nương thời tư duy tránh pháp, chín nương thời xa lìa, 10 nương thời thông đạt tư dốt giáo. Một, sao gọi là bí xô sinh học tỷ lại ra nương thời phạm thứ nhất nên không phóng dật? Có bí xô thành tựu năm chi nhập đấy không phóng dật, đó là đồng hành tiền tế như trước đã thuyết. Như vậy gọi là bí xô sinh học tỷ lại ra ở trong thời đầu tu không phóng dật. Hai, sao gọi là bí xô sinh học tỷ lại ra nương thời định thứ hai nên không phóng dật? Có bí xô hoặc sống nơi không nhàn, hoặc ở dưới hy gốc cây, sanh tham dục cái cho đến nghi cái, chọn không an nhẫn, tức để xả bỏ, khiển trừ, nhổ sạch. Do đầy lúc năm cái kia hiện hành khiến tâm nhiễm ô cho đến năng khiến chẳng đắc niết bàn, vì muốn đoạn trừ nên ở thời gian đây hoặc tu tướng chỉ, hoặc tu tướng cử, hoặc tu tướng xả. Vị kia ở nơi tướng chỉ, tướng cử, tướng xả như vậy đã được khéo léo. Nếu khi tâm yếu kém, nhu nhược, nhàm chán, liền tránh tu tướng cử. Nếu lúc tâm trạo cử lo sợ, xao động, liền xả cử, tránh tu tướng chỉ. Liền trong rừng nghỉ,
Nếu lúc tâm bình lặng, nên tu tướng thượng xả, lại ở nơi tam ma địa đã đắc, không sanh ái vị, không khởi đoái luyến, không có tham nhiễm, không trụ đằng trước. Như vậy gọi là bí xô siêu học tỷ ngại ra ở thời thứ hai tu không phóng dật. Ba, sao gọi là bí xô siêu học tỷ ngại ra nương thời tránh thứ ba nên không phóng dật? Có bí xô lúc giáp lâm trùng tâm mạnh mẽ phát khởi ra hạnh chân tránh như vậy. Này ta phải lấy chánh niệm duyên Phật duyên Pháp duyên Tăng mà chết, phải đem tâm duyên lành thiện mà chết. Người kia đã phát khởi như vậy, liền khéo thủ hộ tâm chánh niệm hiện tiền, đem chánh niệm duyên Phật Pháp Tăng và duyên tâm thiện mà chết. Do kia sở hữu chánh niệm duyên Phật Pháp Tăng và sở hữu tâm duyên lành thiện mà chết như vậy gọi là hiền thiện tử. Hiền thiện chết yểu cũng gọi là hiền thiện đi đến ở đời sau. Như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia ở thời thứ ba tu không phóng dật. Bốn, sao gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia đường thoại cất cầu thứ tư nên không phóng dật? Có bí xô trú ở thôn xóm hành như trong kinh thành tịnh khất thực đã thuyết. Như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia ở trong thời thứ tư tu không phóng dật. Năm, sao gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia nương thời việc làm thứ năm nên không phóng dật? Có bí xô ở nơi nghiệp tạo làm bát, ở nơi nghiệp tạo làm y, ở nơi nghiệp chăm sóc khám bệnh các bậc trí giả đồng phạm hạnh cùng các nghiệp tạo làm khác đều không phóng túng buông lung. Vì không phóng túng buông lung, không nóng vội, không mất không hoại, cũng không thiếu sót, nên hành động không trái vượt, không thổ lỗ, hành động không ác, hành động không vội mạo, hành động không chậm chạp, hành động không động loạn, hành động không nhiễm, sở hữu quy tắc thuận theo thế gian, thuận quy tắc tỷ nại gia. Như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ nại gia ở thời thứ năm tu không phóng dật. 6. Sao gọi là bí xô siêng học tỷ nại gia nương thời thọ dụng lợi dưỡng cung kính thứ sáu nên không phóng dật? Có bí xô ở nơi lợi dưỡng cung kính đã thu được, không nhiễm, không mê, không đắm, không nhớ, không buồn, không chấp, cũng không khinh chề mà thọ dụng, thấy sâu quá hoạn, khéo biết ra lìa mà thọ dụng, để theo lợi dưỡng cung kính đã thu được, năng tự chế phục, cũng chẳng nhân đó mà tâm trụ kiều mạn. Như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia ở thời thứ sáu tu không phóng dật. 7. Sao gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia đương thời cầu đa văn thứ bảy nên không phóng dật? Có bí xô xả bỏ sở hữu phúng tụng văn chương ca từ bóng bẩy, từ ngừng thuận theo đa văn thế gian, ở nơi sở hữu tánh không thậm thâm, tương tự thậm thâm mà Phật sở thuyết, ở nơi tất cả kinh điển tương ưng duyên khởi của tánh duyên, hoặc thuận hoặc nghịch đều cung kính thọ trì khiến được rốt ráo, không quán các pháp chỉ vì thu được lợi ích thù thắng trong việc nuôi mạng cho là rốt ráo, không quán các pháp chỉ vì thu được lợi ích thù thắng trong việc các khỏi nạn vấn của người mà cho là rốt ráo, không vì lợi dưỡng, không vì cung kính, cho đến chỉ vì tự điều phục, tự đắc tịch tĩnh, tự đắc niết bàn, tự đắc được đến nghĩa loại tối thượng của sa môn hoặc bà la môn, nên ở nơi pháp đầy khéo nghe khéo thọ đọc tụng thông loại thành thục rốt ráo. Như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ nại gia ở thời thứ bảy tu không phóng dật. 8. Sao gọi là bí xô siêng học tỷ nại gia đương thời tư duy chánh pháp thứ tám nên không phóng dật? Có bí xô một mình ở chốn không nhàn, đối với sở hữu các pháp đã nghe, đã thọ, đã đắc mà tư duy nghĩa, quan sát xứng lượng, nghĩ điều đáng nghĩ, xa lìa điều không đáng nghĩ. Đối với pháp chỉ sanh tin hiểu chút phần, thì dùng huệ quan sát chút phần ấy. Phàm có tư duy chỉ nương nghĩa không nương văn, như thật rõ biết thuyết bằng cách im lặng và thuyết lớn tiếng, tư duy kiên cố, tư duy các đế thẳm sâu, tư duy tường tục, và nơi những điều đã tu học, chân chánh thực hành cho đến rốt ráo, chọn không lùi bỏ giữa chừng, như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia ở thời thứ 8, tu không phóng dật. 9. Sao gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia nương thời xa lìa thứ 9 nên không phóng dật? Có bí xô không cùng chúng tại gia và chúng xuất gia, cộng chúng tạp trụ, cũng không đồng hỷ, cũng không đồng yêu, nói rộng cho đến chọn không rốt ráo, tùy chuyển theo nghiệp thế sự. Ở chốn không nhàn, bìa rừng bờ vắng, xa lìa tất cả hữu tình tán loạn giải đãi và tu trì quán các tùy phiền não chướng, như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia và thời thứ 9 tu không phóng dật. 10. Sao gọi là bí xô siêng học tỷ ngại gia nương thời thông đạt tư rốt ráo thứ 10 nên không phóng dật? Có bí xô ở nơi có như thật biết có, ở nơi chẳng phải có như thật biết chẳng phải có, ở nơi hữu thượng như thật biết hữu thượng, ở nơi vô thượng như thật biết vô thượng, do vị kia như thật biết như vậy,
Nên điều chưa đắc không sanh tưởng đắc, điều chưa chứng không sanh tưởng chứng, lìa tằng thượng mạn. Do chẳng bị nhiếp giữ bởi tằng thượng mạn cho nên tự mình đã thông suốt. Như vậy gọi là bí xô siêng học tỷ nại gia, ở thời thứ 10 tu khẩu phóng dật. Lại nữa có bốn chủng chướng năng chướng ngại người xuất gia. Một chướng ngại ý là, hai chướng ngại sở y, ba chướng ngại nghiệp, bốn chướng ngại không tự tại. Chướng ngại ý là hoặc bị vua bức bách nên sợ hãi mà cầu xuất gia, hết thảy những dạng như vậy. Chướng ngại sở y, hoặc bị mù điếc, hoặc bị khuyết căn, hoặc bị bán trạch ca, hoặc bị bệnh tật, hoặc bị chủng chủng ác tật bức bách thân, hết thảy những dạng như vậy. Chướng ngại nghiệp là các chủng ác nghiệp như hại mẹ, hết thảy những dạng như vậy. Chướng ngại không tự tại, hoặc cha mẹ chưa chấp nhận, hoặc làm tôi tớ cho người, hoặc bị hệ thuộc vua quan chủ, hoặc đang có tránh tội, hết thảy những dạng như vậy. Lại nữa, lược có năm xứ mà người xuất gia đối với tỷ nại gia quyết định phải học. Những gì là năm, học để biết có phạm không phạm, hoặc nặng hoặc nhẹ, và sở thuyết tóm lược kinh biệt giải thoát. Có phạm không phạm như trước đã thuyết, do sáu chủng khác nhau khiến cho phạm thành nặng. Một, chế lập sai biệt. Hai, sự sai biệt. Ba, xuyên thủng sai biệt. Bốn, phiền não sai biệt. Năm, trí sai biệt. Sáu, thời sai biệt. Trái với tướng trên, chỗ phạm gọi là tội nhẹ. Chế lập sai biệt, vì tùy ở nơi học xứ mà chế lập. Sự sai biệt như đồng là ba giặt bẻ ca, nhưng sát sanh thuộc sở hữu tánh tội và nơi giá tội khác thì có sự sai biệt. Xuyên thủng sai biệt như có người hủy phạm vô số. Phiền não sai biệt như có người hủy phạm do tham sân si triền mãnh lợi. Trí sai biệt như có người phẩm thiện yếu kém, trí huệ cạn mỏng. Tùy kiến lập hết thảy sự xuyên khởi phiền não như chỗ phạm thành chướng ngại cực nặng. Nhiều nước chảy ít, chỉ cần ít cỏ cũng có thể chặn đứng. Nước lớn, nhiều cây cỏ cũng chẳng thể chặn mà bị trôi giạt. Trong đề đạo lý nên biết cũng vậy. Thời sai biệt, như có người đã vi phạm nhưng đối với chỗ đã phạm chẳng thể nhanh chóng như pháp hối trừ, đã tập quen lâu dài về sau mới đối trị. Lại nữa, các bậc chỉ luật nên dụng năm tướng quán sát chỗ phạm sau khiến đoạn trừ tội. Những gì là năm? Một, vì hướng tạp nhiễm. Hai, vì một hướng không hành. Ba, vì nương xứ mà chế lập. Bốn, vì người kia hoặc sanh khởi hoặc không sanh khởi hủy phạm. Năm, vì không một hướng hiện hành. Trong đây chỗ phạm một hướng tạp nhiễm là các tánh tội, phải một hướng dạy khiến chẳng phạm. Nếu người đã hủy phạm nhiều chỗ thích hợp mà vì hiển bày chỉ dạy khiến nhanh chóng hối trừ. Lại chư Phật Thế Tôn nương Bồ Đọc Giả La đây, phương đây, thời đây mà chế lập học xứ giá tội như vậy. Nếu có Bồ Đọc Giả La khác, phương khác, thời khác phạm lỗi lầm đây, do quán lỗi lầm đây mà chế lập, tùy theo chỗ phạm mà vì kia hiển dạy pháp đối trị. Nếu có người không phạm lỗi lầm như vậy, không nên đối đây, mà đoạn trừ chỗ có phạm cũng chẳng nên hiển pháp đối trị. Như vậy là được tuyên thuyết chung quán sát chỗ phạm. Lại nữa, bí xô siêng học tỷ nại gia nương bảy chỗ ở trong sáu xứ mà tu giả hạnh. Sao gọi là nương bảy chỗ? Một, nương đại sư. Hai, nương thần giáo. Ba, nương quý phạm. Bốn, nương y phục. Năm, nương khất thực. Sáu, nương ngoại phụ. Bảy, nương các vật khác và thuốc trị bệnh. Sao gọi là ở nơi sáu xứ mà tu gia hạnh? Một, ở nơi pháp. Hai, ở nơi học. Ba, ở nơi dạy trao, dạy dân. Bốn, ở nơi đẳng trì. Năm, ở nơi cúng dường. Sáu, ở nơi không phóng dật. Pháp, kinh biệt giải thoát và phần biệt rộng. Học, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Dạy trao dạy dân, dạy trao dạy dân nương tăng thượng giới học, dạy trao dạy dân nương tăng thượng tâm học, dạy trao dạy dân nương tăng thượng tuệ học. Đẳng trì thứ lớp chín định, cúng dường gồm cúng dường tài và cúng dường pháp. Cúng dường tài chỉ một chủng pháp khả ái là cúng dường pháp, chỗ còn lại không phóng dật. Ở nơi năm chủng thiện xảo, từ uẩn thiện xảo cho đến xứ phi xứ thiện xảo, xin tu gia hạnh tương tục không gián đoạn. Lại nữa, trong tỷ nại gia có năm chủng nhiếp thọ. Một, thuộc đã thọ. Hai, thừa thọ thọ. Ba, giáo giao phó thọ. Bốn, giả thí thọ. Năm, vì người thọ. Do hai nhân duyên khiến thuộc đã thọ không được thanh tịnh. Một, vì sanh nhiễm trước. Hai, vì dự định tích trữ. Trái với tướng đây liền được thanh tịnh. Do hai nhân duyên khiến thừa thọ thọ không thanh tịnh. Một, thọ phi xứ. Hai, thọ không đúng lượng, không đúng pháp. Trái tướng đây liền được thanh tịnh. Do hai nhân duyên khiến giao phó thọ không thành tịnh. Một, không quan sát người mà giao phó. Hai, tâm buộc đắm ở nơi vật bất tịnh. Trái với tướng đây liền được thành tịnh.
Do hai nhân duyên khiến xả thí thọ không thành tịnh, một ở nơi ruộng ác mà xả thí, hai có mong cầu mà xả thí. Trừ ba chủng ruộng là ruộng công đức, ruộng bi và ruộng ân, còn lại là ruộng ác, trái với tướng đây liền được thành tịnh. Do hai nhân duyên khiến vì người thọ không thành tịnh. Một, chẳng phải tình bạn đã từng đi lại thơm rào từ trước, cũng chẳng cáo bạch, cũng tánh không quen biết. Hai, có nhiễm tâm, trái với tướng đây liền được thành tịnh. Lại nữa, chẳng tỷ lại ra, có năm nhân duyên khiến thọ dụng sự không thành tịnh. Một, có tánh tội. Hai, không đoan chánh ngay thẳng. Ba, không sử dụng. Bốn, không phải nhiếp thuộc sở hữu. Năm, không tác tịnh. Có tánh tội, nương cần đồng giả dối, trói buộc, đánh đập hoặc chém hoặc giết, rồi chiếm lấy tài vật mà thọ dụng, gọi là không thành tịnh. Không đoan chánh ngay thẳng, lãnh thọ ruộng, nhà, cùng voi ngựa trâu dê, heo gà, chó, nam nữ lớn nhỏ, nô tỳ để làm người hầu hạ, tích chứa vàng bạc chân bảo ngũ cốc mà thọ dụng, gọi là không thành tịnh. Không sử dụng các loại nhiễm ô như đại tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, máu mủ, mỡ và hết thảy loại khác liên quan cũng vậy, nếu thọ dụng gọi là không thành tịnh. Như Thế Tôn nói, vật dụng đựng đại tiểu tiện đều không thành tịnh nên không thọ dụng. Chẳng phải nhiếp thuộc sở hữu, học vật của chúng tăng, hoặc chẳng được sai, chẳng để trong bát, cũng chẳng thuộc bát, hoặc vật riêng của người chẳng xả, chẳng cho, cũng chẳng hư bỏ, hoặc chẳng phải vật gửi gắm giao phó, cũng chẳng phải lượng mà thọ dụng, gọi là không thành tịnh. Không tác tịnh gồm năm chủng tịnh, những gì là năm? Một, thọ đắc tịnh. Hai, tổn hoại tịnh. Ba, giao phó tịnh. Bốn, thời pháp tịnh. Năm, xả phần riêng tịnh. Trái với tướng đầy sở hữu thọ dụng, gọi là thành tịnh.